Ok, lúc này mình sẽ qua câu tiếp theo, đó là câu số 4. Tìm m để phương trình sin mũ 4x cộng cốt 4x cộng cho cốt bình phương của 4x bằng M có 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn từ trừ pi trên 4 đến pi trên 4. Trước tiên thì cái phương trình 1 này các bạn cần phải biến đổi cho nó gọn hơn nhé Ở đây thì mình sẽ dùng công thức hạ bậc Các bạn để ý là sin mũ 4 thì chính là sin bình tất cả bình Và cốt mũ 4 sẽ bằng là cốt bình tất cả bình Và các bạn áp dụng luôn cho mình cái đẳng thức là A bình cộng B bình sẽ bằng là A cộng B tất cả bình phương trừ cho 2AB nhé Vậy lúc này phương trình 1 của mình sẽ tương đương là sin bình phương x tất cả bình Cộng cho cốt bình phương x tất cả bình Cộng cho cốt bình phương 4x bằng m Tương đương là 1 trừ cho 2 sin bình phương x nhân cốt bình phương x, cộng cho cốt bình phương 4x bằng m. Và do sin x nhân cốt x thì sẽ bằng là 1 phần 2 sin 2x, như vậy sin bình nhân cốt bình thì sẽ bằng là 1 phần 4 sin bình phương của 2x. Lúc này phương trình lại tiếp tục tương đương, 1 trừ cho 2 nhân cho 1 phần 4 sin bình phương 2x, cộng cho cốt bình phương 4x bằng m. Tiếp tục ở sin bình phương 2x ta sẽ dùng công thức hạ bậc sin bình phương 2x thì sẽ bằng là 1 trừ cho cốt của 4x trên 2 như vậy lúc này phương trình của mình sẽ tương đương 1 trừ cho 1 phần 2 nhân cho 1 trừ cốt 4x trên 2 cộng cho cốt bình phương 4x bằng m và lúc này quy đồng và rút gọn ta sẽ có được là 4 cốt bình phương 4x cộng cho cốt 4x cộng cho 3 bằng 4m đến đây thì các bạn thấy là bài toán này cũng sẽ tương đối là khá quen thuộc rồi bằng cách là các bạn đặt t bằng cốt 4x khi đó thì do x là nằm trong khoảng từ trừ pi trên 4 đến 4 pi trên 4 Nên 4x thì sẽ nằm trong khoảng là từ trừ pi đến pi Thì các bạn thấy là giá trị của cốt 4x thì lúc này nó sẽ chạy từ trừ 1 tới 1 Như vậy t sẽ nằm trong cái đoạn từ trừ 1 tới 1 Và các bạn để ý trên cái trục cốt Thì cứ một giá trị t mà khác cộng trừ 1 Thì sẽ cho hai giá trị về cung 4x Và từ đó sẽ cho hai giá trị của x ở đây mình lấy ví dụ như là mình sẽ có giá trị là T0 thì ứng với mình sẽ có được hai cái góc đó là góc alpha 1 và góc alpha 2. Và lúc này phương trình 2 của mình sẽ tương đương là 4T bình phương cộng T cộng 3 sẽ bằng 4 m Ta đánh dấu là phương trình 3. Như vậy thì để phương trình 2 mà có bốn nghiệm phân biệt trên cái đoạn từ từ trừ pi 4 đến pi 4 thì phương trình 3 của mình sẽ cần phải có hai nghiệm phân biệt mà phải khác cộng trừ 1. Và ở đây thì các bạn sẽ dùng phương pháp tương giao đồ thị mà làm nhé. Bằng cách là các bạn đặt Y bằng 4T bình phương cộng T cộng 3. Mình đặt đồ thị này là đồ thị C. Và Y bằng 4M đó chính là đường thẳng delta. Đường thẳng delta là đường thẳng nằm ngang nhé. Còn đồ thị C của mình nó chính là một cái parabol thôi. Ở đây các bạn chỉ cần lập bảng biến thiên là được. Thì mình có bảng biến thiên của hàm bậc 2 rất là dễ dàng thôi. Đó là đỉnh của mình sẽ là trừ B trên 2A tức là bằng là trừ 1 phần 8. Và do hệ số A bằng 4 là dương nên đồ thị sẽ được biến từ trừ 1 đến trừ 1 phần 8 và đồng biến từ trừ 1 phần 8 tới 1. Và những giá trị tại trừ 1 sẽ là 6, tại 1 là 8 và tại trừ 1 phần 8 sẽ là 47 phần 16. Như vậy thì dựa vào cái bảng biến thiên và cái đường thẳng Y bằng 4M này thì ta thấy là để thoải mái của bài tập khi cái giá trị 4M này nó phải nhỏ hơn 6 và lớn hơn 47 phần 16. Như vậy ta sẽ có được kết quả là M sẽ nhỏ hơn 3 phần 2 Và sẽ lớn hơn 47 phần 64 Do cái bài toán này thì mình cũng làm hơi nhanh Mà mình cũng lười kiểm tra lại lắm Chủ yếu là mình làm video để mình chia sẻ cái phương pháp cho các bạn thôi Trong quá trình tính toán thì nếu mà các bạn thấy mình có sai chỗ nào Thì các bạn cũng hãy sửa lại nhé Và để lại vài dòng comment bên dưới cho mình Và mình kết thúc cái buổi video bài giảng tại đây Và nếu thấy bài giảng này hay Thì hãy like và share cho tất cả các bạn bè của các bạn được biết nhé Đồng thời nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình Đừng quên bấm nút đăng ký, đồng thời bấm cái chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để có thể không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Zoomat TV nhé. Bye bye các bạn.